Mini Việt Nam xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Thì xung quanh cái việc chúng ta chuẩn bị mở cái đường bay quốc tế vào ngày 15 tháng 9 sắp tới, thì Mini Việt Nam cũng tìm hiểu rằng là ở các nước thì người ta có hối thúc như Việt Nam hay không, và cái cách họ gọi là mở lại đường bay và phòng chống dịch như thế nào. Thì hôm nay Mini Việt Nam xin trao đổi với quý vị một số cái vấn đề liên quan tới cái vấn đề này. Thì không riêng gì các hãng hàng không Việt Nam mà rất nhiều hãng hàng không trên thế giới đồng tình và hối thúc chính phủ các nước nên mở rộng và tạo điều kiện để mở lại cái đường bay quốc tế. Có thể nói là gần 10 tháng hoành hành thì cái dịch bệnh Covid-19 chưa thực sự chấm dứt, nhưng rất nhiều quốc gia đã rục rịch cái kết nối với thế giới với mong muốn nó là từng bước để khởi động lại cái nền kinh tế. Tuy nhiên thì để có thể mở cửa lại với cái hạn chế nguy cơ lây nhiễm thì các nước phải chuẩn bị cơ sở vật chất cùng hệ thống quy định quản lý như những màng lọc virus hiệu quả nhất. Cái bước đi đầu tiên mà các chính phủ nhiều nước thực hiện khi mà muốn mở lại cái đường bay quốc tế đó chính là lên kế hoạch theo từng giai đoạn, cẩn trọng và lựa chọn những quốc gia có độ an toàn cao, kiểm dịch tốt để mà kết nối trong giai đoạn đầu. Việt Nam cũng là một trong những cái điểm được coi là an toàn nhất và cho phép các nước mở cửa ở giai đoạn đầu tiên. Hiện tại thì đã có nhiều quốc gia trong khu vực như là Singapore, Nhật Bản đang trong cái quá trình bàn bạc với chính phủ Việt Nam, hoặc là đã tái kết nối một phần đường bay vì tin tưởng vào khả năng kiểm soát dập dịch của chính phủ Việt Nam. Từ tháng 7 thì trong một cuộc họp của Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam thì cái vị đại sứ quán này có khẳng định rằng là Việt Nam là một trong các quốc gia mà Singapore muốn thiết lập làn xanh song phương trong thời điểm hiện nay để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và phục vụ các mục đích thiết yếu, sớm nối lại các hoạt động bình thường khi điều kiện cho phép. Đó thì quý vị thấy là cái ông vị đại sứ này đánh giá Việt Nam rất cao trong cái việc phòng chống dịch Covid, và họ sử dụng một cái thuật ngữ đó là làn xanh, tức là một cái màng lọc đối với những cái người nhập cảnh về Việt Nam cũng như là những người Việt Nam đi ra nước ngoài, và khả năng gọi là chúng ta kiểm soát được dịch bệnh trong nước khá là tốt rồi, cho nên Singapore cũng đang rất là mong muốn có thể là kết nối với Việt Nam trong thời gian tới. Thì cũng có nhiều quý cô chú anh chị và bạn cũng hỏi rằng là chừng nào thì Việt Nam sẽ kết nối với Singapore, bởi vì đã thấy chuẩn bị rục rịch qua Nhật, Trung Quốc, rồi Hàn Quốc, Đài Loan rồi mà chưa thấy Singapore. Thì thưa quý vị, thì đây có thể là một trong những thông tin cũng khá là vui đối với những quý vị mà chúng ta ở Singapore mà muốn về Việt Nam. Với cái làn xanh song phương như vậy thì hai bên sẽ cùng miễn quy định và cách ly đối với hành khách đến từ mỗi nước, và thay bằng những quy định xét nghiệm tại điểm đến. Và điều này thì buộc chúng ta phải xét nghiệm virus trực tiếp tại sân bay và trước khi lên máy bay. Và cái công việc xét nghiệm thì bây giờ người ta sử dụng cái phương pháp xét nghiệm trực tiếp được khuyến khích nhiều nhất ở sân bay, đó là phương án xét nghiệm PCR để phát hiện virus Covid-19 ngay tại sân bay, và được nhắc tới ở trên nhiều quốc gia như là Đức, Pháp, Nhật. Và cái phương pháp xét nghiệm PCR này đã được nhiều quốc gia nhắc tới như là Đức, Pháp, Nhật, vân vân, và họ đã thực hiện trên quy mô nhỏ hoặc là thử nghiệm. Ngoài ra thì rất nhiều hãng hàng không và sân bay đồng tình cũng như là hối thúc chính phủ các nước khác trên thế giới mở rộng để mà tạo điều kiện mở cửa hàng không. Chẳng hạn như là tại Nhật Bản thì hành khách đến từ quốc gia có hợp tác mở cửa lại cái đường băng với Nhật Bản thì sẽ phải xét nghiệm virus qua phương pháp đó là PCR trước khi tới Nhật Bản để chứng minh rằng là họ không bị nhiễm virus Covid-19. Và khi tới nước sở tại thì họ phải tiếp tục thực hiện một số cái quy trình xét nghiệm một lần nữa. Tại Anh thì chính phủ này chưa xác nhận sẽ phổ cập hình thức xét nghiệm tại sân bay, nhưng đã thử nghiệm quy trình này tại sân bay của London đối với tất cả những hành khách quốc tế. Trong đó thì hành khách buộc phải tham gia xét nghiệm PCR và tự cách ly cho đến khi nhận kết quả âm tính hai lần, và thời gian dự kiến là từ 5 đến 24 tiếng. Và hành khách sẽ phải trả cái chi phí xét nghiệm này là khoảng là 150 bảng Anh, tương đương với khoảng là 200 đô. Đầu tháng 9 thì giám đốc điều hành sân bay ở London cùng với các hãng hàng không của Mỹ, Anh đồng loạt kêu gọi chính phủ Anh và Mỹ thực hiện cái biện pháp xét nghiệm Covid-19 với những hành khách để mà từng bước đưa lại cái hoạt động đi lại hàng không trở lại bình thường. Theo đó thì phương pháp này sẽ được thực hiện trên các cái tuyến từ New York tới London dự kiến vào cuối tháng 9 để mà thu thập dữ liệu và có những cái bằng chứng xác minh cụ thể. Và họ cũng cho rằng là họ rất là tin tưởng cái thời điểm hiện tại thì khi chưa có vaccine thì xét nghiệm bắt buộc với hành khách hàng không là một cái phương án tốt nhất và hiệu quả nhất để mà phòng chống dịch và để phát triển kinh tế. Còn Pháp thì là một trong những quốc gia miễn phí chi phí xét nghiệm PCR, và toàn bộ hành khách đến Pháp từ 16 quốc gia trong danh sách đỏ có nguy cơ cao như là Mỹ, Nam Phi, Israel, vân vân thì đều phải thực hiện yêu cầu này. Các kết quả xét nghiệm sẽ được gửi qua email tới khách quốc tế trong vòng 48 giờ. Và trong cái thời gian đó thì hành khách sẽ phải tự cách ly. Ngoài ra thì có những sân bay khác thì cũng cho phép khách quốc tế từ các nước không nằm trong danh sách đỏ xét nghiệm tự nguyện. Tuy nhiên thì cái quy định xét nghiệm tại sân bay cũng đặt ra nhiều cái vấn đề, như là thời gian thực hiện thì lâu, thấp nhất là cũng phải mất 1 tiếng đồng hồ ở Nga cho đến 48 tiếng đồng hồ ở Pháp. Do đó mà dẫn tới nguy cơ là bị dồn ứ hành khách và tắc nghẽn ở sân bay.
Chưa kể là cái chi phí xét nghiệm tại các nước thì khác nhau và khá là cao. Chẳng hạn như ở một cái sân bay ở Đức thì áp dụng mức phí là tới 70 đến 165 đô tùy vào thời gian trả kết quả. Chưa kể là cái tổ chức y tế thế giới WHO, tổ chức này cho rằng là cái hình thức test nhanh có độ chính xác khoảng là 80%, tức là vẫn có rủi ro cho hành khách khi mà có để lọt ca nhiễm. Ngoài ra thì sau khi đã hoàn tất quy trình thử nghiệm thì hành khách quốc tế tại nhiều nước còn cần phải thực hiện một số yêu cầu chặt chẽ như là việc đeo khẩu trang, rồi liên tục phải sát khuẩn tay và giữ khoảng cách an toàn. Còn tại Nhật thì những hành khách mà đủ tiêu chuẩn vào nước thì đều phải cung cấp những thông tin chi tiết về nơi sinh sống và nơi nghỉ lại trong thời gian ở nước này, và họ cũng phải cung cấp những hành trình di chuyển khi mà ở Nhật. Chính quyền Nhật Bản còn yêu cầu là hành khách hạn chế sử dụng phương tiện công cộng và bắt buộc phải bật ứng dụng định vị GPS trên điện thoại thông minh phòng trường hợp họ đã bị hoặc sẽ bị nhiễm bệnh, và cái công tác truy vết và liên lạc với hành khách sẽ được thực hiện dễ dàng hơn. Thì trên đây là một số cái thông tin mà Mini Việt Nam mới gửi tới quý vị được biết rằng là trên thế giới hiện nay khi họ mở lại cái đường bay quốc tế thì họ đã áp dụng những cái phương pháp phòng chống Covid như thế nào, để chúng ta có thể thấy bức tranh tổng quan của thế giới cũng như là tại Việt Nam. Vì chúng ta đã cũng như là tại Việt Nam thì chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta đang có những cái khâu chuẩn bị rất là tốt trong việc mở lại cái đường bay quốc tế trong ngày 15 tháng 9 tới, và chúng ta đã có những cái phương án cũng như là bắt buộc khi mà hành khách nhập cảnh thì phải được xét nghiệm Covid trước bằng phương pháp PCA tại cái nơi mà họ lên sân bay, và khi về Việt Nam thì cũng buộc phải cách ly tại những cái nơi tập trung 14 ngày, và trong quá trình cách ly tập trung 14 ngày đó thì phải xét nghiệm thêm để xác định xem có bị nhiễm Covid-19 hay không, và từ đó thì sẽ có những biện pháp mà phòng ngừa tránh lây lan cho cộng đồng. Và một điều khá là vui khi đọc thông tin này là khi ở trên thế giới thì cái việc chúng ta xét nghiệm thì phải mất phí, thì riêng với Việt Nam thì nếu những quý vị là công dân Việt Nam khi nhập cảnh về nước thì cái chi phí xét nghiệm là không tốn đồng nào. Còn đối với những hành khách ở nước ngoài thì cái chi phí này là buộc phải trả tiền. Thì đến đây Mini Việt Nam cũng xin tạm dừng clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong clip tiếp theo.